Các tiền vệ là số 33 Đoàn Cao Danh, số 28 Bùi Xuân Quý, số 15 Lê Văn Ngoan đội trưởng, số 18 Lê Quốc Thắng. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Màn ảnh quý vị và các bạn. Văn Đức. Khá nguy hiểm. Tỷ số được mở cho xi măng Vico Tây Ninh, rất bất ngờ. Phút thứ 6, tỷ số được mở trên sân vận động Hà Tĩnh. Và những người có bàn thắng mở tỷ số là đội khách xi măng Vico Tây Ninh. Hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mắc lỗi trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số. Lỗi của Hữu Quý. Cú đánh đầu vừa tầm của Quốc Thắng. Và quá khó cho thủ môn Quang Tuấn trong tình huống này. Anh đã hoàn toàn bị động. Cú đánh đầu rất kỹ thuật của Lương Quốc Thắng. Sai lầm của Hữu Quý đã được tiền vệ này tận dụng một cách thành công. Như vậy là có tình huống đá phạt đền dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và đây là cơ hội để cho đội chủ nhà quân bình tỷ số. Người phạm lỗi là tiền vệ hậu vệ cánh phải Nguyễn Văn Đức. Đây là pha phạm lỗi thứ hai liên tiếp của Văn Đức đối với Trung Ngọc. Và lần này thì anh đã phải trả giá. Trung Ngọc đã rất đau sau tình huống phạm lỗi này của Văn Đức. Một tình huống chui bóng. Và chỉ cần nhanh hơn một nhịp thì Trung Ngọc đã khiến cho Văn Đức phải phạm lỗi với mình. Với tình huống phạm lỗi vừa rồi thì Văn Đức đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Đứng trước bóng lúc này đang là Phạm Tuấn Hải, tiền đạo mang áo số 10 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đối mặt với thủ môn số 1 bên phía Tây Ninh, đó là Trần Minh Toàn. Tuấn Hải! Rất đơn giản, đó là pha đánh lừa thành công đối với thủ môn Trần Minh Toàn của Tuấn Hải. Một pha đá phạt đền bình tĩnh và vô cùng chính xác. Một đều cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một pha đặt bóng đơn giản vào góc phải. Đây là mùa giải thứ hai Hữu Quý thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mất bóng rất nguy hiểm ở giữa sân. Ngô Dương Thái tạt bóng. Đánh đầu khá nguy hiểm. Người vừa băng bào đánh đầu đó là Tạ Thái Học. Dứt điểm luôn, khá nguy hiểm. Một pha sút phạt thẳng về phía khung thành của thủ môn Quang Tuấn. Như vậy là trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang thì Viettel đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của đội chủ nhà Sana Khánh Hòa Bảy Việt Nam. Người ghi bàn là Việt Phong. Việt Phong cũng chính là cầu thủ đã giúp cho Viettel vượt qua được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 ngay trên sân vận động này trong trận đấu mở màn mùa giải của V-League 2020. Đó là trận đấu mà Hà Tĩnh đã thi đấu khá ngang ngửa đối với Viettel. Đồng Tháp với chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng thì họ sẽ có chuyến đồng khách đầy khó khăn trước đương kim vô địch của giải đấu, đó là câu lạc bộ Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy. Và dứt điểm hơi với của Tạ Thái Học. Trung Học. Cơ hội. Không được. Một pha tấn công khá nguy hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người đã băng xoay người phá bóng đó là trung vệ Mai Thanh Nam. Đội trưởng bên phía Tây Ninh là Lâm Văn Ngoan tung ra được một cú dứt điểm từ xa nguy hiểm. Văn Hiệp. Cơ hội. Không được. Rất tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là Nguyễn Văn Đức. Chơi nhá.
Trung Ngọc tạt bóng rất dẻo. Cơ hội không được. Rất tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha tạt bóng rất dẻo của Trung Ngọc đã tạo ra được một tình huống nguy hiểm. Lại là Tuấn Hải. Đáng khen cho Mai Thanh Hàm trong tình huống vừa rồi. Trung vệ này một lần nữa lại cứu nguy trong khung thành của thủ môn Trần Minh Toàn. Pha trả bóng ra cũng vô cùng hợp lý của Văn Hiệp cho Tuấn Hải. Những giây phút hết sức tập trung. Lý Công Hoàng Anh. Văn Hiệp. Cơ hội. Dứt điểm. 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất tuyệt vời. Đó dường như là pha lập công của trung vệ Vũ Hữu Quý. Đây là niềm vui của các cổ động viên nhà. Phút thứ 84 và sau rất nhiều nỗ lực, Mai Thanh Nam cũng đã không thể giúp cho khung thành của Minh Toàn một lần nữa đứng vững. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người ghi bàn là Hữu Quý, trung vệ người Nam Định. Một pha đá bồi xuất hiện đúng lúc của Hữu Quý. Trần Đức Trung đã có pha băng vào khiến cho thủ môn Trần Minh Toàn không thể kiểm soát được khung gỗ của mình. Nhưng điều đó đã không thể bảo toàn sau bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Hữu Quý. Tuấn Hải không việt vị. Tuấn Hải ở Mai Thanh Nam. Thêm một tình huống đá phạt nguy hiểm dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuấn Hải là một cầu thủ rất mạnh trong những tình huống mặt đối mặt đối với các trung vệ đối phương. Và anh sẵn sàng đi bóng qua những chốt hẹn cuối cùng của đối thủ. Đây là một cầu thủ thi đấu rất nhiệt. Những phút thi đấu cuối cùng trên sân Động Hà Tĩnh. Đội bóng này đã để thua cả hai trận đấu đầu tiên của V-League 2020. Và nếu như giữ được chiến thắng này thì tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được cải thiện rất nhiều. Họ sẽ tự tin hơn khi trở về với mặt trận chính của mình, đó là V-League. Đứng trước bóng đang là Trần Đức Trung. Pha sút vạt đưa bóng đi hơi cao của Đức Trung. Mai Thanh Nam. Trọng tài chính đã liếc đồng hồ. Thanh Lâm. Dứt điểm. Cơ hội có lẽ đã hết đối với xi măng Phi Cô Tây Ninh. Và đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân Động Hà Tĩnh. Đội chủ nhà đã vượt qua đội khách xi măng Phi Cô Tây Ninh với tỷ số 2-1. Hữu Quý đã có pha lập công chuộc tội bằng bàn thắng nâng tỷ số và định chiến thắng cho thầy trò viên Phạm Minh Đức. Với chiến thắng này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bước vào vòng 1/8 và đối thủ của họ sẽ là câu lạc bộ Quảng Nam, á quân của khu quốc gia. Và trận đấu này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đến làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Thank you.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.